Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và trong video này là có một sự quay trở lại của một gương mặt rất thân quen với một cái mẫu vô cùng đẳng cấp và sang trọng. Cái nét nó mang một phong cách vừa lịch lãm vừa cổ điển một chút. Thì ở đây là cái em muốn nói đến cái mẫu loa đến từ Pioneer, mã là CS99. Với dòng loa này là dòng loa bass 40, và trước đây chúng em có giới thiệu review cho các anh em cũng là ghép combo. Sau một khoảng thời gian bị ách hàng không về được thì đến ngày hôm nay, có nghĩa là nó về từ ngày hôm qua nhưng đến hôm nay em bắt đầu mới có thời gian để review lại cho các anh em. Xin review lại từ đầu nhé. Đầu tiên là cái mẫu này nó là dòng gỗ lạng, gỗ thịt này, với cái màu vàng chanh, được đánh nổi những cái vân gỗ lên rất là đẹp và sang trọng. Ở đây thì nó cái y căng của nó là dạng trái chám này, và nó là một cái mang một cái phong cách cách tân cổ điển một chút, đem lại chúng ta có một cái sự lịch lãm và sự sang trọng ở đây khi chúng ta đại hàng y căng như kia, vừa có thể trưng bày vừa nghe nhạc giải trí. Và cái phiên bản này là em xin nhấn mạnh là nó có thể hát được karaoke. Phiên bản này là hát được karaoke với con bass 40 gân vải này, kết hợp giữa hai con chung và ba tép, sẽ có một đường thiếu tép đi kè ở giữa đây và lỗ thông hơi giữa đây, công suất được 700W. Mẫu này hiện tại là hàng mới nhá, không phải là hàng bãi, cũng không phải là hàng bãi để chuyên nghe nhạc đâu, mà là nó vừa kết hợp vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì nó sẽ giúp các anh em có thể đầu tư mua một bộ dàn nhưng có thể nghe nhạc và hát karaoke được. Nó không còn như ngày xưa là một bộ nghe nhạc riêng, một bộ hát karaoke riêng. Với mẫu C99 này thì là gỗ đây các anh em, thùng gỗ rất là dày dặn, đẹp sang trọng, và nó là kết hợp giữa sự cổ điển và đương đại hiện nay, đem lại một cái trải nghiệm tuyệt vời khi chúng ta mua một mà được hai, nằm tất trên cái cấu hình của loa CF99 này. 6 loa trên một thùng. Dòng loa 6 loa trên một thùng bass 40 gân vải tầm dầu, công nghệ của hãng Pioneer, hai con chung 15 và ba con tép, lỗ thông hơi trước, mắt ê căng trái chám, công suất maxing buồng được 700W. Quá đẳng cấp không? Đẹp. Đẹp ở đây, cái nước cụ sơn của nó đẹp vô cùng đấy. Ở đây thì em đang dùng hẳn một con đẩy công suất rất là khỏe để đánh với cặp CS99 này. Thì hiện tại thì em hôm nay cái video này là cái sự quay trở lại của đôi CS99 thôi. Em sẽ làm review và test một đoạn karaoke là một này, test nhạc. Ok, em sẽ lấy cái điều khiển, em mở một đoạn nhạc nhạc không. Sau đây thì em sẽ đi đến test một đoạn karaoke nữa để khẳng định luôn là cái mẫu loa này của em. Vâng, cái mẫu loa này của em nó có thể nghe nhạc cũng như là hát karaoke vô cùng bạo lực luôn đấy. No.
đời như thoáng mơ được mất ta đâu hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu cuộc đời là bao ngày bên thương nhau với bằng tất cả con tim đến rồi một mai nỗi tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Vâng, với cái ca khúc rất là ngọt ngào này thì các anh em có thể thấy được cái thể hiện karaoke của cái đôi tiêu nơi xe chìm xín nó rất là hoàn hảo tuyệt vời. Và tất cả thấy mọi thông tin cần tư vấn thêm thì các em có liên hệ cho em theo số 3357 hoặc đến tại địa chỉ 133 chúng em tư vấn thêm nhé. Ok, em xin khép lại video đấy, cảm ơn các anh em rất là nhiều với cái mẫu loa, cái sự trở lại của đôi loa CS99 thuộc gia đình Pioneer này. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.